Mình xin chào cả nhà. Chào ông bà. Chào ông bà. Hôm nay mình đi lên nhà cô Phương. Thì cô Phương có nuôi vịt, rồi cô Phương ra vịt rồi. Thì cô Phương bận này không có lỗ. Cho nên cô Phương mình rủ mình lên ăn mừng nuôi vịt không có bị lỗ. Giờ mình mời cả nhà cùng vô nhà cô Phương để xem cô Phương làm những món gì để ăn mừng nha. Bí mật cho mà quả miền Tây, mà quả miền Tây làm giùm mình nha. Rồi vô. Này cô Phương mua này giò bò hả cô Phương? Dạ, mua giò bò này để mượn. Cái nấu gì cô Phương? Cái này tính nấu đậu đen rồi mà quả. Luôn hả? Mượn chặt luôn. Để chặt thấy phanh mỏng mỏng ra chút nữa chứ gì là sao? Không có mình á, sáng mua rễ quả mình chặt không được, không nổi rồi mượn người ta chặt. Mượn chặt phanh mỏng mỏng á, rễ này nấu mềm chắc ra chứ ai ăn cục gì cho nổi. Cái này chắc con xả ra quá mà quả. Này cô Phương mua giò bò. Vậy nấu đậu đen. Ăn mừng vịt nuôi không lỗ ăn giò bò. cái này á thì hồi con khìa thì cái mà quả gì hả? Hồi với xào lại với ba cái ngò gai á. Hồi mợ cho con ngò gai nha. Ừ, hồi hái cho hộ cái mấy cái lông này nè nấu nở ra ngon dữ lắm. Hồi cái giò bò này thấy người ta nấu phở ngon lắm đó cô Phương. Với cá chiên xù, cuốn bánh tráng đậu sống. Rồi ba món thôi. Vậy nhiêu ăn với mờ rồi ngon rồi. Còn vịt mình thì thôi, không có cúng vịt. Mình ấy, mình cúng thì ăn mừng luôn. Lần này nở nấu lâu dữ lắm á, giờ đem nấu đi. Thì giờ con nấu. Nấu lâu dữ lắm đâu. Ừ. Mấy này chắc con phải khứa ra quá. Kiên. Giờ mình rửa cái giò bò này, cái tô phi mới bắt lên được. Rồi cho mềm mà có nghe được, con đem để nghe. Nấu dư ly với nở là dữ lắm á. Cái gì cui rồi mượn á chặt chặt không rồi nó gạo mà nó làm gì quá nha. Cái dăm rồi ấy từ đấy mình gáo trên mình cắt mềm á. Nước nữa không mượn ạ? Giờ mình bỏ giò bò vô. Cô Phương nước nữa thì bỏ vô nha. Dạ. Bỏ vô luôn. Mình bỏ lột nước còn nguội gì nè, mình bỏ nó mới mềm. Mau mềm. Mời cái đập cái xả để vô rồi. Ừ, bỏ xả vô cho nó thơm. Xả với gừng. Gừng nữa. Cái gừng nó mới thơm ngon. Có gừng đập để vô. Vậy cái hồi cái nó sôi mà chiêm nước vô có hướng nhả nhiệt ra nó mau mềm lắm. Bây giờ mình chuẩn bị dọn lên để ăn. Này cô Phương có này là cá đuôi hồng chiên xù. Mà sao không xù? Không xù. Xù có chút xíu. Cô Phương vừa chiên xong nè. Mình đi công chuyện về cô Phương chiên rồi nè. Con nãy mệt nó chưa ngủ luôn nè. Không sao xù ngày chắc nè, dầu chưa sôi không? Chứ không có rưới nước mắm. Dầu chưa sôi không để vô. Trước khi chiên á bà cụ rưới nước mắm áo qua là nó xù. Cái chanh này vô hay gì á nó mới giòn. Giòn cái chanh là hồi mình rửa á. Hồi mình rửa ra cái da đó dắt chanh chà chanh vô nó mới giòn cái vải. Chân bò nấu vậy nghe em. Hồi sáng nấu đậu đen phải không? Nấu đậu đen. Sao không thấy đen một tuần hả? Cái này đậu này nó chưa đủ đen. Thường ta nấu đen phui luôn á. Tại vì cái này mẹ con luộc. Mẹ con luộc một hồi lâu bỏ bớt cái nước đen. Mình thấy người ta nấu đen phui luôn. Sợ thấy đen quá sợ sao? Đen phui luôn mới ngon mới. Rửa trái mà để cái thái gì vô đó. Cái này bớt không được. Dụng gì vô đi. Có cái không? Có cái gì không? Cái gì chị để thôi. Lớp đến nơi mà. Không, cái tên nó dễ làm vậy là. Đặt tiệm đi. Rồi đặt tiệm đi, mình mời đi. Mời hết cả nhà đi hả? Rồi, mời cả nhà hôm nay ăn mừng mình trúng vịt nha. Ngày nay có mặt ăn sáng, ăn chiều, ăn giờ chưa biết cơm nhà là gì. Mình chiên xù mà nó không xù giờ mình xù.
mình xào bánh chầu. Không xào gì vậy? Mình xào dưa mình cắt đây ăn. Bạn mình mua rồi thì cắt hơn. Mình tự mua tự cắt nhưng mà ào chứ bộ. Dưa thì rất là đẹp nhưng mà cắt như vậy ăn được rồi chứ nó không được đẹp. Bốn lan bốn viên lan co. Giờ mình gấp bún ra mình ăn món nào trước đây? Ăn lẩu trước đi. Vậy hả? Ừ. Mình ăn lẩu trước. Mình đi công chuyện về mình ghé đây luôn nha các anh chị. Nếu mà chị vô nha. Chúc mừng chị Phương đi. Rồi, cảm ơn. Không giờ mặt cũng gũi rồi anh em. Ơi, cái bữa mà nước ngọt á. Nay bữa nước ngọt hoa. Bữa nước ngọt cũng gũi giùm cái gầu đó. Nay tại nguyên lên con. Bỏ rau này vô. Chúc mừng nghe nga. Cô gũ mà xịu. Đi chị, nuôi lần sau á ha. Nuôi lần sau thì dày với trúng hơn nữa. Mình lấy từ thất bại mới có ăn. Từ thất bại lên thành công nè. Thành công mà hôm chiến trước mình bị thành công cho nó rất đi điểm nhau. Nhau có bữa hả? Không. Nó chắc chắn. Bữa mà no gì. Tăng nguyên. Chị múc một chén đi. Bữa ngồi nó sót ruột thấy mồ luôn. Đâu sót. Bữa ăn không sót. Hả? Đừng múc giòn. Cái con múc gì? Để chút ngủ con. Hả? Giờ múc gì? Biết nào ngủ để nóng rồi sao ngủ? Múc ra nó để cho nó sôi lên. Út lại thử có ăn không con. Ngủ nước này đi. Cái này lấy nước không? Dạ. Bên này ngoài đi. Mà cái nhà mình ăn này lẩu giờ bò nấu đậu đen với mình cho vui nha. Ăn cùng với cô Phương nữa. Chúc mừng chị Phương chúng dịch ạ. À, nuôi không lẩu là mừng ha. Đúng vậy. Con. Sao em không chị? Em này cho có sữa cho nội bút. Trời ơi. Em xong rồi. Hộp chị đừng kêu nữa. Hãy kệ ăn đi có một miếng. Ăn đi nghe nói đi. Ăn đi. Gì kỳ vậy? Thêm miếng nước nữa nha. Nè dắt rau ăn đi. Rau thì ngon ngon. Thấy rau ngon mà lẩu ngon. Ủa nếm mà ít chưa ta nếm mà vừa ăn chưa mà bà. Biết đâu chưa đủ nếm. Con nãy ha con sợ để vậy nó sắc á thì cái con nếm hơi còn nó lật. Để đũa xong thì gấp. Được chưa? Vừa ăn hả chị? Ăn với con. Nhìn mà trong. Ừ, đúng rồi. Em ăn rau, coi này chưa? Nấu nước rồi nấu nước. Rồi, giờ bò nấu đậu đen của mình. Mình mẹ luôn mình mời anh chị cùng ăn với mình nha. Nay ăn mừng. Ăn nguyên con bò. Đúng chân bò đi cho dữ. Nó không lật. Này để xuống luôn đi. Để làm gấp đó con. Thì cũng để xuống chứ để nó gớp lên nó xuống. Nó mình thầm mở ra vừa ăn dính miệng lại luôn. Ừ. Em nãy em thấy nó lúc lắc. Nấu cho nó mềm mờ mà nói ăn nấu gì đưa tới giờ. Ừ, mà bãi không? Nấu nhiều canh lét cả nhà dạ, con. Chứ hồi cứ ăn được à. Chán quá. Nấu như vậy nha. Nó hơi nó cơm không nở rồi thầm. Nấu chán được luôn hả? Ừ. Đi gì á? Đi gì? Ủa nó lấy cái ấy của mình rồi, nó lấy cái giá của mình đi rồi hả? Ừ. Mấy em đem gì? Đem giá lên con. Để em nha. Cái điểm ăn cục nhỏ thôi, này để em. Em ăn cái da đâu có gì đâu. Chị cũng mập chứ, chị ăn cái mập. Không có mập, không mập dễ ăn ha. Mập đã sợ. Giờ mập khỏe chứ có gì đâu. Khỏe gì mệt á. Bữa nào mình ăn mình ăn đâu ai đầu gạo nha. Phải chờ nó ăn cái đâu về luôn. Nó chứ ăn không có nhiều được lấy đâu có chất dinh dưỡng đâu mập hấp thu được. Thì tối ngày không ăn cơm cũng được đó. Như hôm qua gói bánh ăn hủ tiếu không á. Tới chiều ở gì cái mà bà nấu cơm ăn chén cơm rồi đó. Xé cái bịch đó ra. Gì điểm đấy? Xé bịch đó ra luôn. Má hả? Cho uống sữa em chua được không á? Nuôi chết vậy đâu. Ờ, cũng lắc luôn á. Sữa em chua mình vậy á. Lấy người bọc đó khui vậy. Đi mua. Chứ vì sao chị Phương chỉ lao động gì? Đúng lao động gì? Bọn em nhiều khi không phải người mà em là người. Em là người.
ngồi nhiều đi á. Em mà em mê công việc á, em không đi đâu, em ngồi làm cho xong để đi. Ngồi cái nó mập lắm á, không có dặn đậm được á. Chứ phải là mình đâu. Ngồi bữa hai cái đồ lắc lắc mỗi giờ. Để ở đâu mà lắc lắc mỗi giờ chút nè. Rất là giàu à. Mình ăn liệt ở nhà cô Phương á, cô Phương nấu cái giò bò ăn ngon dữ lắm, nấu mèo mèo ăn dính miệng là được. Ăn là đi dán kẹo miệng. Với lại cá chiên xù này nè, ăn ngon, nay tươi gói vậy ha. Nay năm nay ăn Tết vui vẻ ha cô Phương. Dĩ nhiên rồi. Bữa nước ngập, bữa nước ngập cứu rủ ha. Vậy mà bả đặt tựa sao ta, bù tước vui sao ạ? Vậy cũng được. Chúc có mừng người vui gấp đôi. Ôi, bữa nước ngập mà cái đêm á mà sớm mà bả vô ha, nó chạy nó ù đồn này, chạy ù đồn kia, ù trời ơi, chị đứng chị nó. Vậy là bây giờ mình tăng đàn. Chặt. Nhưng tăng đàn đừng mình hốt vô gấp đôi. Đây là ngàn lắm sao hai ngàn. Thôi tha mày tha mà. Nay lời năm chỉ lần sau lại cái. Rồi nó lại ha. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn có thời gian xem clip của mình. Mình xin chúc các anh chị và các bạn xem clip thật là vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ cho kênh Người Bản Miền Tây. Và bây giờ muốn chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chào. Ủa, nghi đâu ạ?